máy đập muỗi bị hỏng. Cái đập muỗi này thực ra là rất là tác dụng. Mùa này nhiều muỗi, các gia đình thường mua cái vật muỗi về để dùng. Đây là cái thương hiệu vật muỗi cũng tương đối tốt nhưng mà hơi kém ở cái người bán hàng. Người bán hàng không biết hướng dẫn sử dụng. Khi mua thì bật lên thử thì ok, đèn sáng. Hay người ta hướng dẫn mình là hết pin thì cắm cái nạp điện thoại vào đây là được. Ok, không có gì sai. Nhưng vấn đề là cái này cũng đã đổi đến cái thứ hai rồi, vẫn hỏng, vẫn không xài được, chỉ hết pin cái là nạp không lên nữa. Vậy lỗi, nguyên nhân lỗi là do đâu? Lỗi là do cái nạp pin điện thoại này, khi mình cắm vào đây nó cũng vẫn báo xanh như này, nhưng mà cắm cả đêm thì hôm sau cũng chỉ bật được lần. Cái đèn này nó lên sáng như này là được, nhưng mà nếu mà cái đèn này nó sáng lên như này mà bóp như này cái mấy cái nó rù xuống luôn thì là chứng tỏ là pin bị yếu, dẫn đến là không đủ năng lượng để mà đập muỗi. Vậy thì nếu mà bình thường ra thì cái người bán hàng cũng không biết là nguyên nhân tại sao, người ta sẽ bảo là bảo hành đổi cho mình cái khác, phải gửi lên nhà máy các thứ mà chả đáng bao nhiêu tiền mất công. Vậy thì phải mày mò một chút, nhưng nếu các bạn biết rồi thì nó đơn giản. Đây là phải mày mò như này, cụ thể là phải lấy một cái cục nguồn này. Cục nguồn này nó có điện áp tăng giảm được từ 0,5V đến 10V đến 15V, như vậy là đủ, có thể nói là đủ mức điện áp để nạp. Nhưng quan trọng hơn là nó phải có cái đồng hồ đo dòng, đo cường độ dòng điện này thì mình mới phát hiện được nguyên nhân tại sao nó không sạc được. Đấy, sau khi phải đấu vào đây đúng dương âm, nó mình cắm vào đây, cắm vào, cắm sạc đây thì mình phát hiện ra ngay là khi cắm như này thì thấy là cường độ dòng điện ăn rất thấp, như vậy là kết luận là không nạp vào pin được, hoặc là nạp cực chậm. Cụ thể trường hợp này là gần như là không vào. Vậy thì bí quyết là ở đâu? Bí quyết là ở cái phải khi nạp phải tắt cái này về nấc cuối. Cái này có 3 nấc, nấc tắt, nấc giữa để đập muỗi, còn nấc đèn pin có 3 nấc. Thì bí quyết là khi nạp thì mình phải bật về nấc tắt. Lúc đó đồng hồ chỉ dòng nó báo tương đối cao như này, nó khoảng 2mA thì mới là được, hoặc hơn thì càng tốt. Đấy, nếu tăng điện lên thì nó sẽ nạp nhanh hơn, nhưng mà cái quan trọng cái thí nghiệm này là phát hiện ra được là khi mình bật cái nấc cuối này thì nó mới nạp được. Như vậy thì tất nhiên là không cần phải cái bộ mùa này, mình chỉ cần dùng cái nạp điện thoại thôi là nạp được. Nhưng quan trọng là khi nạp bằng cái gì chăng nữa thì cũng phải bật cái nấc này về off, tức là tắt. Đấy là bí quyết. Hy vọng các bạn sẽ không bị đau đầu vì cái chổi đập muỗi giá chỉ có 100 bạc. Lúc mình cần đập muỗi thì sẽ có sẵn sàng điện để tiêu diệt muỗi. Ok, xin chào.